chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Thôi Thương, sao cái cửa đóng không được anh Thương? Nãy giờ mày nghe bài hát nó hát câu gì không? Cái khung cửa sổ hay nhà cửa phố chẳng hiểu vì sao không đóng được bao giờ. Không khép bao giờ. À không khép bao giờ. Thì nói đó, làm sao nó khép được. Thôi ta vậy tắt nhạc đi. Tắt rồi đó, mà nó cũng không khép được đâu nha. Trời ơi sao không sửa đi trời. Để đóng tiền thêm tháng thì tôi lấy tiền tôi đi sửa. Ủa mày khôn nhở, nhưng mà nhờ vậy nha. Em thấy một con nhỏ đối diện nhà đẹp tuyệt vời luôn. Những con nhỏ mà hồi đợt mà tao mày lụm đồ rồi nó nói khu vậy nhà trọ của nó đó, nhớ không? Có duyên. À hồi dưới quê tao mày lụm đồ nó tao đem bán hả? Mày điên quá, con nhỏ mới đây nè. Bữa chứ. Nhớ. Tao nói có duyên là sẽ cua liền. Em sẽ cua nó cho anh coi nè. Bỏ đi. Nó là con của bà hố, gà mẹ hung dữ. Cái bà mà lần trước tới thu tiền nhà đó. Ủa đâu? Ủa thấy bây giờ em thu tiền nhã nhặn mà điềm đạm lắm á, tưởng tượng phải là một người phụ nữ của gia đình. Đúng rồi, thấy bà dễ thương mà. Anh cứ coi đi, chủ yếu là lòng thành của mình thôi. Coi nè. Ông đi đâu thì ông đi luôn đi nha. Ông mà quay gì nữa tôi cho ông hiến máu nhân đạo luôn. Không xong rồi mấy cậu ơi. Bà dữ quá. Giờ mình kiếm cái cách nào để liên hệ được, tiếp cận được với em ơi. Nhìn cái mặt con này á, cái xì tai nó chắc là mê phim Hàn Quốc á. Bây giờ mình chơi cái trò mà viết lên cái bảng mình dơ qua. Hay á, mấy cái MV tình cảm hay có mấy nhỏ đó. Đúng. Giờ mình quan trọng mình hỏi gì nè. Đầu tiên mình hỏi tên. Đúng. Em tên gì? Viết đi. Em ra. Yo. Tao nói cho tụi bay biết, đừng có giỡn với cái trò đó đi chưa. Lớn hết rồi, đây là lần đầu. Tao không muốn có lần thứ hai nữa. Tao xin truyền hồn thông báo cho tụi bay biết, tao tình hố. Trời ơi, bà này bà dữ quá. Mà quan trọng á, mình ghi bản là nó đọc không được rồi, nó bị cận. Ừ. Giờ xài chiêu khác đi. Chiêu gì nữa? À, ngày xưa mà, mấy chú có nghe cái trò chơi mà điện thoại không? Trẻ em á, nói hai cọng dây vô cái lon á. Thì mày nói như vậy, tự nhiên điện thoại cho em làm gì đó. Hết hồn. Nói là nói gì nè. Ừ, cái trò đó hay á, thử. Hay á, cũng là ý kiến hay á. Lẹ. Quăng vô. Hay quá, vô. Hay. Ê, có tín hiệu, Để nói. Alo, em tên gì vậy? Tới giờ mà tụi bay chưa biết tên tao hả? Tao tên Hương. Tụi bay lì như trâu như chó, không có lòng tự trọng. Tao nói rồi, tao không muốn có lần thứ ba nữa nha. Tao tên Hổ. Không ổn nữa rồi. Sao bà này bà đón đầu mình ghê quá. Khó tiếp cận thiệt chứ. Bây giờ mình viết thư cho em đi. Viết thư ở đâu sao? Viết thư xong xếp mai phóng qua phòng. Phóng qua. Được quá, mấy cái phóng tao cũng thích lắm á. Cũng là một ý kiến hay á. Đây. Má nó đi chợ, Rồi. Chơi cậu ơi. Tới rồi rồi. Gió, cạnh nước gió. Chết rồi, gió đổi nào tao nghe luôn. Dạ, không biết rồi, cô Trinh Hô mà cô ơi. Con xin lỗi cô nhiều lắm. Giờ hết cách luôn rồi, thử bao cũng cách mà không được rồi đó. Bây giờ cứ chiến thuật cũ đi,
nhưng mà mình phải rèn luyện kỹ năng chính xác cao hơn. Bằng cách nào? Trời, theo quá giờ sao vậy? Nguy hiểm quá. Tôi nói mấy cậu rồi, bây giờ là phải chơi Gunny đi, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn chiến thuật cũ nhưng vận dụng Gunny vô đúng không? Đúng rồi, là bây giờ mình bắn mà an toàn á là bắn 3 tia. Canh hướng gió. Canh hướng gió bắn 3 tia là đảm bảo là vô. Đúng rồi ha. Đi. Đây. Lại nha. Chuẩn bị. 1 2 2 3. 3. Yeah, có một cái vô. Đúng là áp dụng Gunny vô đánh hay thiệt. Ôi. Hồi âm. Nó tên gì, Tên Đào. Rồi hỏi vô con dập nữa tao. Tên con dập. Hỏi gì? Mà có phải thật là vậy không? Có phải thật là vậy không? Hay quá. Gió, sức, 65. Hay quá, em ơi. Ê! Trả lời. Thiệt. Tên thiệt. Dạ, hỏi gì nữa. Hỏi tên lót đi. Tụi bây lãng quá. Bây giờ sao không hỏi số điện thoại đi rồi về nói chuyện cho đã. Ủa, tụi em đâu có điện thoại đâu, anh mượn nha. Anh cho em mượn nha. Có gì tao nói chuyện giùm cho. Cho mượn. Số điện thoại em là gì? Nhân tiện hỏi em ấy có biết chơi Gunny Mobile không? Đừng chơi chung, phải không? Tại tao thích Đào lắm. Đào càng sâu càng đã. Cái gì? Ý nói là trong game Gunny Mobile á, Đào á. Đào, ok. Chơi Gunny nha em. Đào đã lắm. Đào sâu, càng sâu càng đã. Đào sâu. Chơi Đào sâu càng đã. Chơi Đào sâu. Thôi được rồi. Như vậy là hiểu rồi. Rồi. Nè, cái bước này là ăn tiền ở bước này nè. Ừ, đúng rồi. Hay quá, vô. Bao ơi. Có số điện thoại. Phải không? Phải số điện thoại. Trời ơi. Bây giờ là thành công rồi. Vô. Trời ơi, mà nó không có, chưa có họ tên lót. Hay quá. Được cái mục đích thôi. Có số điện thoại phải không? Có số điện thoại rồi. Trời, số đẹp dễ sợ. Cho em mượn cái điện thoại đi. Cho em mượn điện thoại. Nó có cho họ tên lót không? Không mày. Thôi này, để bấm luôn cho. Mẹ không. Hứng rồi. Còn với bụng. Ừ, nói vậy. Trời, tên à? Ở chủ nhà. Ôi. Tại sao? Trời, luôn chi vậy? Chi vậy? Chắc không sao đâu hả? Nhiều vậy anh. Có bàn chân lạnh. Tụi bay rồi. Tao tên là Hôn. Đừng có lấy điện thoại mà nháo vô máy tao nữa nha cho. Liệu hồn đi khỏi nơi đây. Và đừng quay đầu lại. Tụi bay mà quay trở lại, tao cho tụi bay hiến máu nhân đạo luôn bây giờ. Ê. Sao hướng này nó lạnh lạnh quá vậy? Đi ngược hướng gió mà. Cho nên quay đầu lại không cậu? Thôi, hiến máu á. Tải ngay Gunny Mobi trên App Store và Google Play hoặc truy cập ngay www.gunnymobi.vn. Gunny Mobi bắn mọi lúc, vui mọi nơi.